Trước mặt cô chú chị mình có thể thấy này, đường này là đường có tên là 27 tháng 4 của trung tâm thị trấn Phước Bủ anh chị. Cung đường này là cung đường kinh doanh buôn bán sầm uất nhất của thị trấn mình. Đó. Đây em giờ này em quay là lúc 3 giờ chiều nên là giờ này là người dân người ta đi làm chưa về ha. Và bên này có những cái quán xá này, học sinh tập trung rất là đông. Ha, bên này ha. Đó, và bên này có salon tóc này, hủ tiếu này, bánh mì này, cơm này. Đó, và bên này cũng có cơm gà này kia ha. Nói chung là cung đường này thì về vấn đề kinh doanh ẩm thực ăn uống thì đầy đủ, không thiếu gì anh chị. À, xin chào cô chú chị nha, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại kênh Bảo Điền Bất Động Sản. Em là Điền thì em Điền cũng xin được phép giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản nằm ngay trung tâm thị trấn Phước Bửu, gần các cái đường lớn kinh doanh mua bán. Đó. Đây thì bây giờ em Điền sẽ đi vào tới bất động sản đó nha. Đây, bệnh viện thì nằm bên này rồi ha, bệnh viện huyện Xuyên Mộc. Trước mặt cô chú chị là cái vòng xuyến ha, vòng xuyến hay được gọi là ngay vòng xoay bệnh viện ha. Mình rẽ phải là mình đi Bình Châu ha, đi thẳng luôn đó là đi vào Hòa Hội, Hòa Hiệp, và rẽ trái là mình đi thành phố Hồ Chí Minh cũng như thành phố Bà Rịa ha. Đó, đường đó thì thông thương hết. Xuyến đó là một cái ngã tư đó ha. Ở bệnh viện thì nằm ngay đây rồi đây, và những hàng quán kinh doanh ha. Đi vào trong phía bên này thì đây cũng có một quán cà phê rất là lớn. Đó, hiện tại em Điền đang đi trên cung đường này là cung đường khu tái định cư ha. Đó, trường cấp 3 rồi nằm đây và những hàng quán buôn bán. Đây cô chú chị có thể thấy nè. Đây là trường cấp 3 của Phước Bửu anh chị nha. Đó, trường cấp 3 nè. Và những hàng quán buôn bán nhỏ lẻ ngoài lề đường rất là nhiều luôn anh chị. Đây. Đây là đường số 2 hay là được gọi là đường Điện Biên Phủ anh chị ha. Đó, đường này trước mặt đây là thông ra quốc lộ 5 rồi nè. Đó, bây giờ mình rẽ vào đây. Vào đây một chút xíu thôi anh chị, là mình rẽ bên đây phải nè. Mình rẽ bên đây phải nha. Đó. Rồi. Hiện tại em Điền đã có mặt tại cái bất động sản của mình nha. Đó. Bất động sản mình thì nằm ngay cái khu trung tâm luôn anh chị, ngay trung tâm thị trấn Phước Bửu luôn. Nói chung là trung tâm thì xung quanh những cái tiện ích tiện nghi thì không có thiếu gì rồi anh chị. Đó, hồi nãy thì em Điền đang ở ngoài đó thì cô chú chị cũng đã thấy ha. Dân cư sầm uất đông, buôn bán kinh doanh cực kỳ tốt. Đó. Bất động sản anh Điền muốn giới thiệu đây ha. Đó. Và trước tiên em Điền cũng xin cung cấp những thông tin cơ bản tới cô chú chị mình ha. Bất động sản mình thì có mặt tiền là 11m2, ranh thì từ đây qua bên đây, nói chung là hai bên đã có xây nhà hai bên rồi. Và còn phần đất của mình còn lại đây ha. Nói chung là về vấn đề mà tranh chấp thì không có xảy ra rồi, tại vì hai bên nhà đã có rồi ha, ranh móc thì rõ ràng ha. Từ đây qua đây là 11m2, xin lỗi chị, 11m2, và chiều sâu xuống là 36m anh chị. Sâu xuống 36m, hiện tại bất động sản mình là đang có 40 thổ cư. Quy hoạch bất động sản mình thì phủ hầm toàn bộ anh chị. Đất ở đô thị toàn bộ ha. Và em đi cũng nói luôn ha, hậu của mình thì còn lại là 10m8 thôi. Nhưng mà mặt tiền của mình là 11m2, nếu mà tính ra thì bằng mắt thường của cô chú chị mình thì cũng không có thấy được cái phần tấp hậu đó đâu.
trên giấy tờ thì nó cũng xem chút xíu thôi, nó chênh lệch con số chút xíu thôi. Gia chủ mình trên đất có trồng một cái cây, như là cây này cây lá vối anh chị ha. Cây vối này là nấu nước trà uống rất là tốt cho cơ thể anh chị. Đó, đó ranh móc thì mình thì như vậy rồi. Nói chung gia chủ mình cũng đang cần tiền để bán anh chị. À, em liền cũng sẽ báo giá luôn cho bất động sản này cho cô chú chị mình ha. Tổng bất động sản này đang cần bán là 2 tỷ anh chị ha. Nói chung là đất thị trấn nhưng mà bán giá vùng ven thôi anh chị, cực kỳ rẻ luôn anh chị ha. 11 mét mặt tiền đường nhựa ha, mà giá bán chỉ có 2 tỷ thôi anh chị. À, em đi xin cam kết luôn nha, đất này sẽ không có dính bất cứ quy hoạch hay tranh chấp nào. À, chỉ qua là gia chủ mình đang kẹt tiền cần dùng vốn để mà xử lý công việc thôi, nên là bán lỗ để mà xử lý ha. À, thực chất trước trước đó thì giá của bất động sản này rơi vào tầm 3 tỷ, hơn 3 tỷ 8, 3 tỷ 7 anh chị. À, bây giờ xuống giá, cực kỳ xuống giá luôn. À, mặt tiền hiện hữu của mình là đường nhựa, nhưng mà thực sự là vào trong đây là cuối đường rồi, không, nói chung là cái lô đất mình vô là vô đường cục đó, nhưng mà ra chút xíu đây nè, ra chút xíu này gặp ngã ba rồi nè. Đó, gặp ngã ba rất là gần ha, không có vô sâu thì xe mình có thể vô đây quay đầu này kia ra đây chạy thông thương ha. Bên đường này, bên này thông ra đường số 4 hay là gọi là đường Hùng Vương á chị ha, đường Hùng Vương đó. À, đường Hùng Vương đó thì mình rẽ bên tay trái này mình sẽ thông ra quốc lộ 5, và rẽ bên tay phải mình sẽ thông ra đường Huỳnh Minh Thạnh cũng như là đường Xuyên Phước Cơ đó. À, cũng ra được quốc lộ 5 hết ha. Đó, và từ vị trí bất động sản mình mà đi xuống biển cũng tương đối là gần đó chị, khoảng là 8 đến 9 km thôi ha. À, từ đây mà em điền bay lấy cam thì ngay chỗ vị trí này có thể nhìn lên thấy biển dưới đó luôn anh chị. Kế bên nói chung là hiện tại cái khu vực bất động sản này dân cư đông này ha, dân trí cao này, an ninh hả, và về vấn đề điện nước thì có đầy đủ ha, không thiếu bất cứ gì nha. À, như nhà kế bên đây là nhà một nhà của giáo viên đang dạy học. À, nói chung là hiện tại em Điền đang vay cái giờ này là đang dạy học thêm, nên em Điền cũng không có dám nói lớn ở đây ha. Trước đất mình thì có một cái nhược điểm ha, nhược điểm dính một cái trụ điện nằm đây thôi, nhưng mà cô chú chị mình có thể bỏ ra khoảng vài triệu thôi là mình có thể dời cái cột điện này qua bên này rồi ha, dời ngay qua bên mép luôn anh chị. Hiện tại nhà này thì đang lót lại cái gạch vỉa hè này, nếu mà lót gạch này sẽ đẹp hơn là cái đường nhựa anh chị nha, lót lại nó vừa thoáng vừa thoát nước rồi này kia, nó không bị ứ ứ động nước này. À, cũng sạch sẽ nên chị dễ vệ sinh. À, từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về bất động sản này thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng rưỡi đồng hồ anh chị, đi đường cao tốc xuống đây ha. À, đi xuống biển thì cũng gần 8 9 cây, thì đi di chuyển đâu khoảng là 10 12 phút thôi. À, xuống cũng gần ở biển Hồ Tràm anh chị. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này hãy liên hệ em Điền nha, em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này. À, nếu như mà cô chú chị xem mà chưa có nhu cầu để mua bất động sản thì cô chú chị cứ lưu số lại em Điền lại đi, thí dụ lâu lâu xuống Xuyên Mộc hay biển Hồ Tràm chơi hay cần gì đó thì cứ gọi em ha. Rồi em Điền cũng xin dừng video clip tại đây. À, hẹn gặp cô chú chị lại những clip sau của em Điền. Xin chào và hẹn gặp lại nha.